lý, dịch bệnh và tội phạm. Mọi người dành hàng giờ trong tình trạng bế tắc giao thông. Bế tắc giao thông thì quá khủng khiếp, đơn giản là họ không thể di chuyển được. Khi họ đi lại hàng ngày từ nhà đến nơi họ làm việc và trở về, không có đủ nước, phương tiện giao thông và nhà ở. Nhiều người không được tiếp cận với dịch vụ y tế hoặc là việc làm. Còn điều tốt là bây giờ một số thành phố thay vì xấu đi thì cuộc sống ở đô thị đang dần tốt hơn. Very smooth. Thank you, Miss Ma. Partly place a city and its major. Em nghe cô. Dạ. 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 Cô Đoạn Bi có thể không ngạc nhiên khi thấy rằng cuộc sống ở các thành phố giàu có đang được cải thiện. Nhưng còn những thành phố không giàu thì sao? Thành phố như thành phố Curitiba, Brazil đã chứng minh rằng ngay cả một thành phố ở một quốc gia đang phát triển cũng có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho cư dân của mình. Cụ thị trưởng Curitiba trong 25 năm, Jaime Diner là một kiến trúc sư và là một người rất thực tế. Dưới sự lãnh đạo của ông, các nhà quy hoạch thành phố đã thiết lập một danh sách ưu tiên. Nói một cách khác thì một danh sách những gì quan trọng nhất cần thực hiện. Họ quyết định tập trung vào môi trường và chất lượng cuộc sống với thu nhập trung bình chỉ khoảng là 2.000 đô. $2,000 cho mỗi người 20 tuổi mỗi năm. Curitiba cũng gặp phải những vấn đề giống như nhiều thành phố khác. Tuy nhiên thì nó cũng có một số giải pháp sáng tạo. Cái số 20 bên đây là cái số dòng đó chị hả? Dạ con, vậy là nó cung cấp $2,000 cho mỗi người mỗi năm. Dạ. Thu nhập trung bình là chỉ trung khoảng 2.000 đô la cho mỗi người trên một năm. Dạ. Thì Miss Hà. Dạ dạ đúng. Perhaps see, please. Dạ. Em nha cô. Dạ. Miss Mỹ Chi. Thu gom rác thải. Một giải pháp sáng tạo là phương pháp thu gom rác. Cái này á, nó viết theo cái tiếng gì á, do mình đang tiếng của nó. Dạ. Ai nói đây, mình hiểu nó là Renaissance hoặc là trao đổi xanh. Điều này không chỉ làm đường phố khỏi rác rưởi ở những khu dân cư mà xe rác không thể đến được. Người nghèo mang những túi rác đến các trung tâm đặc biệt. Tại các trung tâm này, họ đổi rác với sản phẩm tươi sống như khoai tây và cam. Họ nhận được 1 ký sản phẩm cho mỗi 4 ký rác mà họ mang đến. Tại một nhà máy tái chế, công nhân tách chai thủy tinh, nhựa và lon khỏi các loại rác khác. 3/3 rác thải của Curitiba được tái chế. Điều này rất tốt cho môi trường. Và nhà máy này máy tạo công ăn việc làm cho những người nghèo nhất, giúp cải thiện cuộc sống của họ. Total là 2/3. Party, please. To volunteer for party. Someone volunteer, can you raise your hand or give a symbol? Can you chat?
Và
nằm ở trung tâm thành phố. Nói cách khác bây giờ là khu vực dành cho người đi bộ, chỉ dành cho người đi bộ cũng không có ô tô. Và có nhiều khu vườn. Curitiba cung cấp cho người dân thành phố 22 triệu mét vuông công viên và mảng xanh, nhiều hơn gấp 3 lần so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho người dân thành thị.
The building creates indoor air pollution. Can you translate this? Sao em thấy cái đất thì nguyên thiện mà để tên Hà Hoàng thì hiểu đi là sao? Lúc mình đăng nhập là mình ghi tên mình ghi tên khác rồi Hoàng sao mình ghi tên khác không chị? Peter Hương, can you translate for us? Yeah, Elizabeth Lambert là một bà học sinh 16 tuổi, khỏe mạnh, trong đội quân dọc tại trường trung học Scarlett phía tây Chicago. Nhưng cô ấy bắt đầu thấy sức khỏe có vấn đề, sự việc tương tự xảy ra với hàng chục giáo viên và học sinh trong trường, mà đến bác sĩ điều trị như một số triệu chứng như là đau họng, mệt mỏi, đau đầu, khó thở. Theo bác sĩ, điều trị nhiễm trùng đường hô hấp bằng thuốc kháng sinh, nhưng tình trạng không cải thiện, ngoại trừ một cách bí ẩn. Vào cuối tuần, người ta cũng kỳ nghỉ, khi triệu chứng biến mất, các chuyên gia được đến chuyên gia và tìm nguyên nhân. Họ phát hiện ra là trường trung học giống như là hàng nghìn trường học và tòa nhà mà không khác trên Tây Quốc là một tòa nhà bị bệnh. Nói cách khác thì một tòa nhà tự tạo ra những không khí trong nhà. Số tòa nhà thì nó bị ô nhiễm ngay chính bên trong và nó gây ra một số các triệu chứng về bệnh hô hấp. Thì chúng ta sẽ đi qua các nguyên nhân. Nhân cổ động bi là gì? People have worries about smoke for many years and the government has spent billions of dollars to try to clean up the air of these cities. But now we find that there is no escape from unhealthy air. Recent study has shown that air inside many homes, office buildings and school is full of pollutants, chemicals, small bacteria, smoke and gases. Mọi người lo lắng về khói rất là nhiều năm, và chính phủ thì phải tiêu tốn là hàng tỷ đô để mà làm sạch không khí trong thành phố lớn, nhưng bây giờ ta thấy là không thể nào thoát khỏi được cái không khí không lành mạnh. Như vậy thì do đâu mà chúng ta không thoát khỏi được, thì cái đoạn văn này nó trình bày cái lý do. But now, you can find there is no escape. Why?
Research study show that the air inside many homes, office building and school is full of pollutants. Là như vậy thì là do các cái không khí bên trong những cái tòa nhà, nhiều căn nhà, nhiều văn phòng, trường học thì có nhiều cái chất gây ô nhiễm, chất hóa học, nấm mốc, vi khuẩn, thuốc, khói bụi và khí ga. Cái chủ đề của mình, cái chủ đề của mình là nói về ô nhiễm không khí ở bên trong các cái tòa nhà indoor air pollution. Cái nguyên nhân mà gây ô nhiễm bên trong tòa nhà là do nó có nhiều chất ô nhiễm. The air inside some building is full of pollutants. Similar to those of the flu and respiratory infection. Can someone help me to translate therapy, please? For better understanding. Từ chuyên ngành tinh thần tim cứu hỏa người phụ. Are you a doctor? Yeah. À.
specialize for? Ophthalmology. Can you write it? Can you change? Từ chuyên ngành nghe không nổi nhưng tôi. Dạ, nhiễm khoa luôn. Hả? Nhiễm khoa luôn. Cái gì? Nghe tiếng nghiệp không được. Nhiễm khoa cô. Nhãn, à, nhãn khoa. Dạ. Chị nghe chuyên ngành bên bác sĩ khó nhớ. Paraxy, please. Các cái đoạn này nó có liên quan. Ở cái đoạn B này nó nói là có nhiều chất ô nhiễm ở trong nhà, trong tòa nhà văn phòng và trường học. Thì xuống đây họ trình bày cái vấn đề gì đó. Ở đây họ dùng ondo thì mình sẽ chú ý cái mệnh đề chính ở phía sau. Mặc dù cái này nhưng mà cái kia, cái phía sau nhưng. The indoor pollution caused building syndrome can also occur in house. Thì là nó trình bày về ô nhiễm bên trong nhà. Cái này nó trình bày ô nhiễm ở đâu? Cái này là ô nhiễm ở trong nhà
cái khí này nó đến từ đâu? À, đến từ cái cooking cook by gas oil burn oil August. Nó nhiều thứ, thứ nhất là đốt nóng, nấu ăn, hút thuốc, hút và sử dụng thuốc và châm gỗ, các sản phẩm máy tính, máy pháo, product cleaner, cleaning, retoxy of pollution, hả cô, có cái nguồn gốc gây ra ô nhiễm, retoxy of pollution in house. Nguồn gốc mình cũng thể là nguồn gốc từ các cái sản phẩm mà họ sử dụng. Nó gây ra ô nhiễm ở trong nhà thì nó cũng gần gần giống cái topic nó chưa có triển khai nhưng là các sản phẩm sử dụng trong nhà như ớt kém như phơ. Đó, chúng em sang tìm ớt vi than vi 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 in là hít vào, hít in là hít vào. Thank you, Mr. Harati, please. Em dịch đụng đi cho không? Dạ, em đi thấy có vòng vòng trong cái sơn. Building syndrome của cô mình dịch là hội chứng tòa nhà không khỏe mạnh được không cô? Dạ được. Hội chứng em kia là hội chứng tòa nhà bị bệnh. À, hội chứng tòa nhà không khỏe mạnh cũng được hả cô? Dạ.
Mình hiểu là hội chứng tòa nhà bị ô nhiễm á. Hội chứng tòa nhà bị ô nhiễm là cả nhà mình không có thông thoáng, dọn dẹp sạch sẽ thì nó bị bụi bặm mắm móc các thứ, thì nó sẽ gây ra các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Dịch là hội chứng tòa nhà bị ô nhiễm, hoặc là hội chứng tòa nhà gây ra bệnh. Mình ở trong cái môi trường đó mình sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, cho nên là lúc nào cũng dọn dẹp thông thoáng. Rồi cái này nó trình bày cái tiếp tục là ô nhiễm không khí ở đâu, cái nguyên nhân how indoor air. Air pollution. In an office building. Ghi trong là building đi. In some building. Hồi nãy là trình bày ở nhà, bây giờ là trình bày ở văn phòng và trường học. Ý kiến của mình là một số các sản phẩm some products release chemical giải phóng ra các hóa chất vào trong không khí into the air và thiếu hệ thống thông gió and lack of ventilation. The situation more serious. Một số sản phẩm giải phóng hóa chất vào trong không khí và thiếu hệ thống thông gió làm cho tình trạng tồi tệ hơn, nghiêm trọng hơn. Rồi ở đoạn A thì nó giới thiệu cho mình là nó đi một số trường hợp là có những người bị bệnh và không biết là sao mà khỏi những cái đó ở thì đi thì nghỉ thì lại khỏe khỏe trở lại, đi khám thì không hết. Sau đó ở đoạn B nó cho biết là các cái tòa nhà có nhiều cái chất ô nhiễm, các chất ô nhiễm như là hóa chất nấm mốc, vi khuẩn, khói bụi và khí ga. Thì trong đó bắt đầu với trình bày cụ thể hơn là cái nguyên nhân làm cho không khí bị ô nhiễm ngay tại căn nhà nơi mình ở. Và ở đoạn D thì nó trình bày nguyên nhân gây ra ô nhiễm ở các tòa nhà văn phòng và trường học. Rồi xuống đoạn Y thì nó chuyển qua cái gì đó, rồi các anh chị đọc đoạn Y. Trình bày giải pháp. Dạ. Chủ đề này nó hướng tới giải pháp solution to the problem of sick building. Syndrome. Giải pháp cụ thể trong đoạn E là gì? Ở đây bắt đầu họ trình bày về giải pháp, từ đoạn E trở về sau trình bày về giải pháp. Và giải pháp đầu tiên của đoạn E là giải pháp gì? Thì đó là cái ý chính của cái đoạn văn này. Giải pháp ở đây thì họ trình bày các đoạn văn. The building đó cô. Dạ, đúng rồi, dọn. The most important activity cleaning the building. Dạ, cleaning the building, nhưng mà làm sao clean được? Recognize the specific cost.
xác nhận hôn nhân. Bà quốc cơ thì probably need to take out packet paper and serving time. Theo him. Tiếc lắm thế ơi. Giải pháp quan trọng nhất là dọn sạch. Dọn sạch cái tòa nhà bằng cách là xác định nguyên nhân bởi những chuyên gia và dọn dẹp nó, dọn dẹp cái nguyên nhân gây ra bởi những người công nhân. And removing it by the workers. Chức đâu hừng hà thể thì trồng cây là một giải pháp. Thôi đi chưa trồng cây như thế nào, trồng cây gì ta đọc vào đoạn F. Tại sao trồng cây là một giải pháp? Nó bị gì tối nè, anh thấy đông lắm. Ra một số loại cây phát triển plan đông lắm có chưa. Defoliated plants. Trong mặt đơn là giải thích cho cái chữ defoliated là without leaves. Work well. The chemical interaction among soil, roots and leaves work to remove pollutants. Như vậy là các nghiên cứu cho thấy là những cái loại cây này có thể là remove pollutants, làm cho không khí không còn ô nhiễm, loại bỏ được các chất gây ô nhiễm. Như vậy là một số cây trồng có thể loại bỏ ô nhiễm sinh
can remove pollutant. Can you guess my power? Trình bày vấn đề cây trồng có thể giúp
giúp cho loại bỏ các chất ô nhiễm trong không khí thì vẫn còn nhiều câu hỏi. Hôm nay cái chủ đề của mình đó là cần nhiều cái nghiên cứu về cây trồng, more necessary research about plants. Các nghiên cứu về cây trồng có thể mang đến một cái hệ thống quản lý ô nhiễm quan trọng cho thế kỷ thứ 21. Bài này là tìm hiểu về đại từ. Từ ở đoạn A dòng số 4. Nãy em quên coi cái phần này chúng ta đọc luôn. Chúng ta quay lại. Đoạn A dòng số 4 từ đây. Over đây. They went to doctors for treatment of a number of symptoms such as sore throat, tiredness, headaches, and respiratory or breathing difficulties. Who are they? Now, pick up too. The same thing happened to those of our teachers and students at the school. Những điều xảy ra tương tự với hàng tá giáo viên và sinh viên ở trường. Hiện đây ở đây mà anh. Paragraph 26. Okay, your master. Today, no. Yeah, people. The people. Dòng 31. Làm như ta. 30, 31. Read down in. Chemical. Yeah, chemicals. Thở chúng vào. Đây mình có hai danh từ số hiệu là products với chemicals. Mà mình dựa vào cái động từ breathe thì mình sẽ chọn chemicals. Chemical là thở vào, hít vào. Product là sản phẩm, hít vào được. Đoạn D dòng 37. Từ these. Among these. Trong số chúng. Đây là danh từ số hiệu. Trong số chúng là trong số cái gì? Experts have discovered several sources of building syndrome. Among these are mold and bacteria, synthetic products, and lack of ventilation. Các chuyên gia vừa khám phá các nguồn gây ra hội chứng tòa nhà bị bệnh. Trong số chúng là nấm mốc vi khuẩn, các sản phẩm từ nhựa tổng hợp và thiếu hệ thống thông gió.
trong số chúng chúng là cái gì? Sources. Yeah, sources. Đoạn E dòng 50. Đoạn đây. Chữ gì? Chữ this. The most important of this. What are these? Solutions. Yeah, solutions. Đoạn Y dòng 53. Đây, who are they, what are they? Đây là thay thế ra nhân từ xuất hiện. Worker. Dạ, worker. Họ cũng cần dọn dẹp sạch những cái hệ thống máy điều hòa và tái xây dựng lại hệ thống thông gió. Vậy thì these ở đây là workers, những người dọn dẹp. Đoạn C dòng 73. Which can they remove? Lens. Anh chị đợi em một xíu nha.
còn viết đi qua cái bari, còn này là điện từ và chữ chấm. Cái đoạn văn này có sẵn trong bài là thôi em đi qua nha. Mình có thể xem lại cái đoạn văn phía trước để mình tham khảo khi làm bài. Sang cái phần understanding part of speech, tìm hiểu từ loại. Trong đây là cái gia đình từ, chúng ta có bốn cột: noun, verb, active verb, noun beauty, beautification, verb beautify, beautiful và beautifully. Beautify là làm đẹp. Creation, động từ creation là creative. Create. Create là sáng tạo. Creative là tính từ creatively, trạng từ. Crowd, đám đông. Động từ của nó là crowd luôn. Biết giống. Giống với danh từ. Crowd là tụ tập. Tụ tập đông đúc. Cái adverb là nó không có. Difference, động từ của mình là differ, thường là đi với giới từ from. Differ from, differ là khác nhau, khác với. Difference, differently. Difficult, difficulty, difficulty. Efficiency, efficient, efficiently. Từ efficient, efficiently. Pollution, pollutant. Pollution là sự ô nhiễm, pollutant là chất gây ô nhiễm. Pollutant gây ô nhiễm. Prediction, prediction, predict là dự đoán, dự báo. Predictable, predictably. Safety, self. Cái này là safe. Self là cứu sống. Safe là an toàn. Safety là sự an toàn. Solve là động từ giải quyết. Solution là giải pháp. Question. Question là động từ làm tệ hơn. Danh từ là worse. Danh từ của nó là worse luôn.
là làm cái phần bên dưới là chúng ta sẽ điền từ. Gia đình từ của Sol là chúng ta có solution và solvable. They are trying to find a solution. To R là danh từ. Thì chúng ta phải kiểm xem cái chỗ đó có danh từ không. Nếu như đã có danh từ rồi thì chúng ta sẽ không có thêm danh từ nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua là danh từ. Thì phía trước danh từ là cái gì? Là tính từ. They are trying to find a solution to the problem of overcrowding. Đó chính là difficult problem 2. 2 cộng với 0 nha. Thì chúng ta cần động từ, chúng ta sẽ chuyển cái từ so thành động từ. À, bản thân nó là động từ rồi. Và pollute. Pollute thì chúng ta có là pollution, polluting. À, vậy coi cái chỗ đầu tiên thì chúng ta sẽ điền cái chữ gì. À, còn một danh từ nữa là pollutant, các chất gây ô nhiễm. Most people know about air đi. Biết về vấn đề gì? Dạ, trả lời cho cái gì đó là danh từ. Chúng ta phân ra là gì? Air pollution, water pollution với soil pollution. Ta là ô nhiễm. Người là nào? Và many thì đi với danh từ số nhiều. Danh từ số nhiều là chữ gì? Pollutant. Dạ, pollutant. Pollution này chúng ta thêm S ha. Tại many đi với danh từ số nhiều. Nó cũng là danh từ luôn. Hầu hết mọi người biết về ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn. Nhưng họ chỉ mới vừa bắt đầu tìm hiểu về các loại chất gây ô nhiễm mà chúng ta tìm thấy bên trong tòa nhà. Crowd. There are odd people. Cấu trúc there is, there are. There are thì nó đi với danh từ số nhiều. Rồi chúng ta có cái cấu trúc phía sau nó cũng liên quan tới danh từ nữa, đó là chúng ta có now cộng of cộng now. Sở hữu của danh từ. Thì cái chỗ này chúng ta sẽ điền cái danh từ số nhiều như đây. Danh từ số nhiều của mình là chữ crowd. Thêm S. Crowds. Và đây là danh từ số nhiều. Có nhiều đám đông người tụ tập khắp mọi nơi. Hệ thống phương tiện công cộng thì đặc biệt là to be cộng trạng từ. Phía sau lưng trạng từ và sau lưng to be là tính từ. Adjective chẳng hạn mình cần điền adjective đó. Crowded, yes. Especially crowded. Safe. Safe thì mình có là safety, safe và safely. City is not because of crowd. Is not động từ to be. Thành phố thì không gì. Yeah, stay. Đây là từ loại.
tiên. Từ ly thì nó khác với to be. Sau lưng to be là cụm từ, nhưng sau lưng động từ ly là trạng từ. Trạng từ thì nó bổ nghĩa cho động từ. Có khi là nó đứng trước động từ nữa, hoặc là nó đứng đầu của một câu. F1 xe là tính từ sở hữu. Thì sao lưng tính từ sở hữu là gì? Quan kia mua gì dạ, nhân từ. Từ của mình là xây tinh. Đổ xăng nó sướng rồi. Có chiều đó lấy xe chạy đi hoài. Thành phố không an toàn bởi vì lấy xe đi thì chạy đi hoài. Người ta không thể rời khỏi nhà một cách an toàn vào ban đêm, và cảnh sát không thể mang đến sự an toàn cho họ. Beautify. Many people bring plants into their homes because the plants are beautiful. However, it's possible that this plant not only the environment but also clean the air. Not only beautiful. No. Also beautifully, hả cô? Cái trở này mình dựa vào cái thứ nhất là sao đáp là một mệnh đề, mình sẽ có chủ vị. Thứ hai là tình trung dạ. Nó có là cái nó có xô là nó sẽ đi giữa hai cái chức năng cùng loại. Nên lưng bắt có xô đó là một cái thôi. Cho nên chỗ này là mình sẽ đi là cái tốt. Mình đi là beautify. Bốt thôi cô. Dạ, con. Nó có cái thằng này. Con đó nó giống như chữ ạ. Nó con này. Không, con có thể có một cái cộng gì đó. Con có sơ cũng sẽ cộng với động từ. Hoặc là nó có đi đi với danh từ. Thì bên đây bắt có sơ cũng sẽ đi với danh từ. Not only đi với tính từ. Mà tóm lại là liên kết giữa các cái cụm cùng loại. Liên kết giữa các cụm cùng loại. Nó sẽ được chia giống nhau ha. Hoặc liên kết giữa hai mệnh đề. Có khi là nó liên kết câu luôn. Cái này là liên kết cụm. Cái chỗ này nó thiếu chủ từ. Có thể là những cái cây đó không chỉ làm đẹp môi trường mà còn làm sạch không khí. Credit Watson. Credit mình có reduction, và reducible. Some people làm chủ từ, phía sau là đáp với một mệnh đề. Cái này chúng ta cần động từ. Và động từ này thì nó liên quan tới cái từ phía sau, họ sử dụng will get. Tại là chỗ này chúng ta sử dụng động từ. Sao? Ta sử dụng động từ predict hay Watson. Predict là dự đoán về tương lai. Cái này thì chúng ta sử dụng predict. Some people predict that. Một số người dự đoán rằng cuộc sống ở đô thị thì sẽ bị gì? Will get. Ở đây get nó giống như động từ to be. Chúng ta sẽ sử dụng cái tính từ là get worse. According to their, theo như cái gì của họ đây là của ai, là của những người này nè, của some people. Như vậy của họ chính là cái
cái sự dự đoán của họ. Prediction, mã này nhiều người cho nên là các anh chị thêm số nhiều. Nhân từ số nhiều. Theo như dự đoán của họ thì các cái tình trạng này, cái tình trạng này là cái cuộc sống của cư dân đô thị sẽ gì ở trên đây là get worse, thì ở đây will cộng với become thì mình sẽ lấy cái chữ động từ của worse nó bằng cái cụm của get worse ở trên. Thật ra hai cái vế này nó có chung một ý nhưng mà họ viết khác nhau, họ diễn giải khác nhau. Differ là khác biệt. Differ thì mình có difference, danh từ, different, tính từ, differently, dạng từ. Động từ thì differ, differ from. The cause of indoor air pollution, các nguyên nhân gây ra ô nhiễm bên trong, ô nhiễm không khí ở bên trong. From area thì chúng ta thấy ở đây là cụm danh từ, mà ở đây nó lại giới từ, thì cái câu này nó thiếu động từ. Sao chủ từ là động từ, từ của mình là differ. Ở đây danh từ là số nhiều rồi cho nên là differ chúng ta không có thêm SES, chúng ta giữ nguyên động từ nguyên mẫu. Lưu ý đó, với động từ thì chúng ta phải chia theo câu, chia theo cái thì của câu và chia theo chủ từ. One reason for the, rồi the cộng với danh từ. Chúng ta xem phía sau có danh từ chưa. Ở đây là chữ is là động từ to be thì không phải danh từ rồi. Thì chúng ta sẽ chuyển cái chữ differ này là thành danh từ. Difference. One reason for the difference is that people keep their home. Keep their home là động từ thường. Thì chúng ta sẽ cần cái gì đây? Yeah, differently, trạng từ. People in some area but worse for heat in other area they use something different. Different, yeah. Sau something thì chúng ta lại sử dụng tính từ. Different. Chữ tiêu. Ví dụ mình hay nói là something nice, something special. Ta quen sử dụng mình, đôi khi mình không để ý là sao những cái something, anything, anyone thì chúng ta sẽ sử dụng tính từ. Efficient. Efficient thì mình có efficiency, danh từ, efficient, tính từ, efficiently, dạng từ. The mass transit system in our city is not very, to be. Very là trạng từ, cái mức độ thì chúng ta sẽ cần cái tính từ trong câu này. Efficient. Trước tiên. So we need to replace it with one that runs more efficiently. Yeah, run là động từ thường, efficiently. Efficiently. That's right. Cái bài này là chúng ta xem từ điển và chúng ta tra, các anh chị tự làm. Terrible, discipline, value, original, lesson, water, expert, from mills, farms, small, produce, actually, history, individual, brush. Chương số 2 của mình đã xong. Chị có thắc mắc gì không? Trong thời gian chờ đợi mình đặt câu hỏi thì em viết cho từ lợi cho mình tham khảo luôn. Value là hai loại luôn. Now original là một tính từ. Original danh từ cũng được luôn á. Lesson là
siêu. Hóa ra là nước hoặc tới nước. Esper, noun, thiên gia. Còn meals là động từ di chuyển, sự di chuyển. Farm, farm là vườn, vườn nao, vườn vọt. Nao là nông trại, vọt là làm nông. Vọt là khối, bụi. Produce, nao vọt, sản xuất hoặc là sản phẩm. Export, history, sự bí ẩn, individual, cá nhân, tính chất cá nhân. Toss là rác, hoặc là bỏ rác. Mình có hỏi chị Thiên Hà không? Bài chương 2 nó còn cái bài trách nhiệm sao nữa đó. Photo sun testing. Anh chị chọn trách nhiệm. Bài này cũng nhanh. Chữ symptom là gì? Chữ so là gì? Bây giờ so cross là mình dịch là gì? Đau họng. So là đau. Đau là gì? Để đi em học lại dập sinh nhật. Đây là sinh nhật là xin thăm. Chữ chứ đó là dấu hiệu bệnh. Còn cái chữ so là gì? In the throat. In the throat. What in the throat? Trong cổ họng, có nhiều thứ trong cổ họng. Không, không phải từ này. Painful hả cô? Dạ, painful. So là đau. Người ta đến bác sĩ để điều trị nhiều triệu chứng. Một số triệu chứng như là mệt mỏi, nhức đầu, đau họng và vấn đề hô hấp. Symptom là dấu hiệu của bệnh. Chữ symptom là gì? Polluted. Problem with a large building. Symptom. Combination of symptoms, danger. Ở đây nó có năm là pollutant là a group of unpleasant and dangerous. Symptom là hội chứng là nhiều triệu chứng bất hợp. Các chất gây ô nhiễm gây ra một nhóm những cái triệu chứng. Ở đây nó dùng là a group of symptoms mà gọi là sick building syndrome. A group of symptoms là combination of symptoms. Trong nhiều tòa nhà mưa nhỏ giọt vào bên trong bởi vì nước mưa phá hủy bức tường và những tấm thảm. Vậy leaking là sao? Rò rỉ hay đâu? Dạ, rò rỉ. Rò rỉ vô, thấm vô tường, nhỏ giọt vô. Vậy mình chọn chữ gì? Escape enter the ventilation system from in accidentally worsen rain. Stay from in accidentally. Vô tình xâm nhập. The air was full of pollutants, chemicals, small bacteria, smoke and gases. What do they mean? Pollution, chemicals, smoke inside building, things that pollute gases. D.
đi tập con nữa. Không khí có đầy những chất ô nhiễm, hóa chất, nấm mốc, vi khuẩn, khói, khói bụi, khí ga. Nghĩ chắc không nói gì đâu, thôi qua tiếp. Mình học luôn nha chị, hay là chị muốn nghỉ 5 phút? Luôn cũng được cô ạ. Học luôn nha, đã 8 giờ rồi. Business and money, kinh doanh và tiền. Prosperity is a way of living and thinking, and not just money or things. Poverty is a way of living and thinking, and not just a lack of money or things. Lúc nãy này là nó nói cái gì vậy? Whether prosperity or poverty is not important, but the way you live. Your behavior toward the others. Phượng làm đất sống. Mình có tên tiếng Việt là cái câu gì em quên rồi. Thì giàu nghèo không quan trọng gì đó, quan trọng là cách sống của bạn gì á. Giống giống câu này, thịnh vượng là một cách sống và suy nghĩ. Và không chỉ là tiền và những thứ khác. Nghèo khổ là một cách sống và suy nghĩ. Không chỉ là kiếm tiền và những thứ khác. Cái này là sao ta? Quan trọng cái cách cư xử và cái lối suy nghĩ hơn là vật chất quá. Đại khái là thế. What do you think this shopper is buying? Người mua sắm này đang mua gì? Tại sao họ lại đi mua sắm? Nói ra 10 lý do. Xem reason. À, tôi thích mua sắm không? Bạn không thích cái gì? What do you dislike? Thinking on poor women. Ngân hàng cho những người phụ nữ nghèo. Cái này nó dùng banking là giống giống như work, giải ngân. Cho những người phụ nữ nghèo. Rồi liên quan tới banking, giải ngân, liên quan tới tiền. Ở đây có một số bức tranh. Selling produce in market in Ecuador. Bán các sản phẩm ở chợ ở Ecuador. Women weaving in the Philippines. Người phụ nữ đang dệt vải ở Philippines. Banking in the United Arab Emirates. Ngân hàng ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Một số câu phát biểu. From borrowing one gets poorer and from work one gets richer. Từ việc vay mượn một người sẽ nghèo hơn, và từ việc làm việc thì một người sẽ giàu hơn. A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back when it begins to rain. Một
ngân hàng là nơi mà sẽ cho bạn mượn cây dù trong thời tiết tốt và yêu cầu bạn trả lại cây dù khi trời bắt đầu đổ mưa. What do you think about this statement? Do you agree or disagree? Đây là những cái phần dẫn vào bài. Ở đây mình có một số từ vựng, mình được nghe xong vocabulary. Danh từ Pepper City, Diego. Pepper City, what do you think? Tông năng lực. Xã hội peer pressure,
áp lực từ thành viên. Kia là những cái người có cùng cái độ tuổi hoặc có cùng một cái mục đích làm việc, hay là trong lúc mình học tập thì cũng gọi là kia, những cái bạn cùng cùng lớp cũng gọi là kia. Chúng ta gặp cái ichi thì nó bằng với for example, nó cho ví dụ về cái từ vựng để mình đón nghĩa. Và ie có nghĩa là viết tắt của dashi hoặc là in other words, có nghĩa là nói cách khác, có nghĩa là thì theo cái câu đó thì chúng ta sẽ biết được ở trong cái này cái từ entrepreneurs ta dùng cái chữ IE, rồi cái từ peer-reser là chúng ta dùng cái IE thì chúng ta được cái định nghĩa, còn cái EG này là cái ví dụ cho cái social in. Chúng ta sẽ trả lời dễ dàng cho cái câu này: What are entrepreneurs? Mình sẽ trả lời sau cái phần ichi. People who own and run their own small business. Những người mà họ sở hữu và tiến hành kinh doanh nhỏ của họ, như là entrepreneurs là những cái thương nhân, những cái nhà doanh nghiệp. Instead of collateral, there is peer pressure. That's it. Group members make sure that each person pays back his or her loan. Thay vì thế chấp thì sẽ có áp lực từ thành viên, nghĩa là các thành viên trong nhóm phải đảm bảo rằng mỗi cá nhân sẽ trả lại tiền vay của anh ấy, cô ấy. The peer pressure trong cái này là group members make sure that each person hay phát his or her loan. Từ số 3, what are example of social ill? Thì chúng ta sau cái từ exchange thì chúng ta có là violence and lack of education, bị bạo lực và thiếu giáo dục, không được học tập đầy đủ. Rồi ngoài ra chúng ta còn dựa vào cái ngôn từ của poverty và cái ngôn từ poor. Một số cái ngôn từ chúng ta có thể nhận diện. Trong câu này thì chúng ta có các phần giải nghĩa nằm trong mặt đơn. What part of speaking character? Thì character nó nằm sau cái chữ has. Hay chúng ta dịch là có. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi là có cái gì? Có cái gì? Có cái gì thì cái gì nó là danh từ. Thì loại của character là noun. Character có nghĩa là gì? Character có nghĩa là honest. Và ở đây họ yêu cầu ghi cái noun form, tại vì thường cái từ đồng nghĩa nó sẽ cùng là từ loại ha chị. Cho nên mình sẽ ghi danh từ của chữ honest thành honesty. Honesty thì chân thật. Rồi tương tự với capacity, chúng ta cũng đặt câu hỏi là has capacity, có cái gì?
Facility có nghĩa là gì? Facility có nghĩa là be able to run a business. Ở đây là danh từ thì mình sẽ chuyển cái tính từ, cái tính từ thành danh từ. Right, the noun form ability to run a business. Using talk or speak to understand vocabulary, tìm hiểu từ loại và nghĩa của những từ sau đây. Rồi bây giờ tulip, tulip thì mình hiểu đây là động từ. Rồi các anh chị dịch những cái nghĩa xung quanh và xem mình suy nghĩ cái tulip này có nghĩa là gì. Một người phụ nữ nghèo có ý tưởng để làm gì đó, cô ấy và gia đình thoát khỏi nghèo đói. Thì mình sẽ ghi những cái động từ nào đó tương ứng nghĩa mà mình cảm thấy phù hợp, nó không có xa lệch nghĩa của câu. To have, stimulate, stimulate, what does mean? Điều chỉnh hả? Phải không? Stimulate là điều chỉnh đúng không? Và mang đến the grammar is going to present by the other similar program is the radiation eradication of poverty. Sao mà từ đó nào radiation. Mục tiêu chính của Ramen và các ngân hàng khác, các chương trình tương tự là cái gì đó nghèo đó, erase, cái gốc erase, eraser, xóa bỏ. Xóa bỏ thì mình có eliminate, elimination, hoặc là remove, loại bỏ. Câu số 3 thì mình thấy là khi mà nghèo đói nó giảm xuống thì có một số cái secondary effect, mà trong số đó thì cái effect, cái subsidiary effect chính nó tương tự với ở trên này, cái cấu trúc nó tương tự là anh chị so sánh. Khi nghèo đói giảm xuống thì có một số cái tác động phụ đáng ngạc nhiên của cái chương trình cho vay quy mô nhỏ. Có lẽ cái tác động phụ chủ yếu là sự thay đổi về vị trí xã hội của phụ nữ. Has been a change in the social status of women. Và ở đây subsidiary đặt trước cái effect, nó là adjective. Và cái nghĩa của nó có thể là secondary, tác phụ, sai, minor, những cái nhỏ, những cái thứ yếu. Và ở đây chúng ta có chữ fund và chữ grants. This fund has given, nguồn quỹ này mang đến 37 triệu đô cho hơn 2.500 nhóm phụ nữ. Và phân là tiền, money, loại của nó là danh từ. This fund, đặt sau this là danh từ, nó là money, nó là account. Và the rent, it's give rent cho cái gì, hoặc là cho cái gì, cho cái gì đó, cho ai. Loại nó là danh từ. The money is given, hay là tiền được cho chứ không có vay.
not loans, không phải là tiền vay mượn. Cô ấy bắt đầu nguồn quỹ toàn cầu cho phụ nữ. Nguồn quỹ này mang đến 37 triệu đô cho hơn 2.500 nhóm phụ nữ. Nó là cái tiền hỗ trợ, không phải là tiền vay, tức là tiền được đưa cho chứ không phải là cho vay. With Caribou Planning and Corporation, most people use the money well and they flow both money and knowledge back into their communities. Và ở đây người ta sử dụng cái liên từ and then thì chúng ta sẽ nó là động từ both. Với cái việc là lên kế hoạch cẩn thận và hợp tác cẩn thận, hầu hết người ta sử dụng tiền tốt và sau đó cài trả lại, mang trả lại tiền và kiến thức cho cộng đồng. Không nghĩ gì đâu ta. Return, đúng không? Pay back, return. Mang lại. Bring back. Thánh kỳ nơi khu với mình giải ngân cho phụ nữ nghèo. Đối với nhiều người thì dường như là không thể thoát khỏi nghèo đói. Và điều đó thì gây ra một số cái vấn đề liên quan tới nghèo đói, vị trí xã hội thấp, bạo hành, sức khỏe kém và thiếu giáo dục. Đoạn B, hãy tưởng tượng tình huống này. Người phụ nữ nghèo lên ý tưởng kinh doanh nhỏ để giúp đỡ gia đình thoát khỏi nghèo, cần số tiền nhỏ và đi đến ngân hàng mượn tiền. Ngân hàng này thì đòi hỏi ba thứ: movie necessary condition, character chứng minh được tính cách, năng lực và thế chấp. Vậy thì người phụ nữ này phải có ba thứ này mới được, nhưng mà thế chấp thì phụ nữ không có, bởi vì cô ấy là người nghèo mà. Vậy thì điều gì xảy ra với cô ấy? Ngân hàng sẽ không cho mượn tiền bởi vì cô ấy không có thế chấp. Trong những tình huống như thế thì dường như không còn cách nào cho người phụ nữ phá vỡ cái vòng nghèo đói và những vấn đề liên quan tới nó. Coi như là đoạn A là trình bày không thể thoát khỏi nghèo đói và những vấn đề liên quan nghèo đói. Đoạn B là đưa một tình huống bế tắc luôn, không thể thoát khỏi, tại vì ngân hàng thì nó đòi hỏi ba thứ: character, capacity, collateral, chứng minh được tính cách, năng lực và thế chấp. Vậy đoạn C nó trình bày mình cái gì đây? One possible solution, một giải pháp có thể, đó là cho vay quy mô nhỏ. Vậy thì cho vay quy mô nhỏ trong cái đầu C này là của cái ngân hàng ở Bangladesh tên là Ramen Bank, do ông Mohammad Yunus sáng lập. Ông ấy sẽ hoạt động như thế nào? Và đến ngân hàng này thì nó khác gì với các ngân hàng thông thường? Để nhận được tiền cho vay thì người ta cần phải có là character và capacity, đã giống ở trên rồi. Vậy thì thế chấp không cần thiết nữa. Thế chấp không cần thiết nữa, tại vì ở trên bắt thế chấp thì đi ra về rồi, không có gì để thế chấp. Bây giờ thì ông ấy sẽ không cần thế chấp. Ngân hàng của ông ấy không cần thế chấp, nhưng mà có một cái different requirement, đó là phải là join a borrowing group, đó là phải tham gia vào cái nhóm đi vay. Nhóm nhỏ này hoạt động như thế nào? What works, what doesn't? Cái gì hiệu quả, cái gì không? Tức là nói về cái ngân hàng Ramen Bank.
tác phẩm cũ. Ở đây họ dùng hàm ever. Nãy cái câu này mình có đọc cái kia, nó có một cái tác phẩm cũ xảy ra. Và cái tác phẩm cũ đó là tác phẩm cũ gì? Rồi, ở này nó chuyển qua local fund for women, nghe quỹ toàn cầu cho phụ nữ, là nó chuyển sang một cái dạng khác rồi ha. Ở trên là nó trình bày đoạn C, đoạn D và đoạn E thì nó trình bày về ngân hàng Ramen Bank. Thứ nhất là nó trình bày các hoạt động của Ramen Bank, sau đó nó trình bày những cái thành công và những cái thất bại. Rồi bên cạnh đó thì cái việc mà cho vay quy mô nhỏ như vậy thì một số người đã đạt được cái điều họ mong muốn, và bên cạnh đó còn có cái tác động phụ. Tác động phụ đó là nó đã thay đổi cái gì? Có một phần gây quỹ toàn cầu cho phụ nữ. Ở đây thì cái người gây quỹ toàn cầu là anh First Murray. Cuối thập niên 80 đã khởi xướng quỹ toàn cầu cho phụ nữ. Không giống như cái chương trình cho vay quy mô nhỏ, quỹ này là cho chứ không phải là tiền vay. Nó không giống như Ramen Bank ha, nó so sánh. Rồi nó còn một câu là ở trên different, một cái khác biệt nữa là không giống Ramen Bank, nó giúp người ta bắt đầu kinh doanh. Bắt đầu kinh doanh là cái ngân hàng Ramen Bank. Còn cái mục tiêu cụ thể, cái tập trung trực tiếp của cái quỹ toàn cầu dành cho phụ nữ là để tìm ra các giải pháp cho các bệnh xã hội. Ở đây nó có so sánh hai cái sự khác nhau đối chiếu giữa hai cái ngân hàng này. Ngoài hai cái sự khác nhau này thì chúng ta thấy là cái số tiền họ cũng khác, rồi cái đối tượng họ cũng khác. Một lát chúng ta sẽ đối chiếu giữa hai bên. Picking the circle, xóa bỏ cái vòng tròn, phá vỡ cái vòng tròn. Vòng tròn này là vòng tròn gì? Tròn này là cái vòng lẩn quẩn của nghèo đói. Ramen Bank and the Global Fund for Women may use different methods, khác nhau về phương pháp nhưng có cùng mục tiêu. The same thing. Và cái này là cái sự tương đồng giữa hai cái loại hình, hai cái chương trình mà mình đang đọc trong cái bài này. Thì cái phần kết luận này nó đưa ra một số cái điểm chung. Ở phần trên thì nó so sánh sự khác nhau, nó trình bày Ramen Bank tới 3 đoạn. Sau đó nó trình bày cái đoạn của bộ phân, và trong đó trong một số câu của lớp bộ phân thì nó có chỉ ra cái sự khác biệt. Và xuống đây thì nó nói là tuy là khác nhau nhưng vẫn có một số đặc điểm chung. Cái mục tiêu chung đó là xóa bỏ nghèo đói. There is hope that they can begin to break the circle of poverty for themselves, their families and society. Có một cái hy vọng là người ta có thể bắt đầu xóa bỏ được cái vòng nghèo đói cho chính bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Đó là cái mục tiêu của hai cái ngân hàng này. So sánh Ramen Bank hoạt động như thế nào? Mục tiêu chung của cả hai, mục tiêu chung là mình mới tìm lại. Rồi Global Fund thì nó hoạt động như thế nào, dành cho đối tượng nào, nó đã sử dụng bao nhiêu tiền, mục đích của nó là gì? What is necessary in order to borrow from Ramen Bank? Để vay được tiền ở Ramen Bank thì bạn cần có những yếu tố nào? Character, capacity, characteristic, and your interior group. Yes, of your research. What isn't necessary? Cái gì không cần? Collateral. Thế chắc không cần. Tại sao Ramen Bank cho mượn hầu hết là phụ nữ? Mình phải đọc vô bà mới biết. Tại sao họ không cho những người ở đô thị mượn? Cái tác động phụ của cái cho vay quy mô nhỏ là gì? Ở trong cái phần đọc của mình có Status of Women. Yeah. Change the status of women.
Có một số bệnh xã hội liên quan tới nghèo đói, đó là những bệnh nào? Like education. Nó nằm ở trong đoạn A hoặc nằm ở trong đoạn F. Đoạn F là giải quyết các vấn đề bệnh xã hội. Cái này gần hơn là một tối rồi. Đây là social ill nè, for support nè. Violence against women, lack of the health care and lack of education. Bạo lực, thiếu chăm sóc sức khỏe và thiếu động lực. Rồi, hết chân rồi. Vương trong cặp rất rộng rãi. Dịch luôn cái này luôn nha anh chị. Để qua mấy tuần nữa sẽ quay lại cho mấy con mặt. Vương trong cặp A, B, C, D, E, F, G. Được chia thành 3 nhà. Vương trong cặp. Ta đi học ít hôm qua. Volunteer place. Some money people there some to be no at cap for poverty. In the bed. Lấy làm cái đi chị thấy. Dạ được ạ. Thế 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 đại thế đại đối với nhiều người dường như là không có cách nào để thoát khỏi nghèo đói. Và cảm giác đó là họ nghèo và họ không có hy vọng rằng có thể thay đổi được điều đó. Thêm nữa là có một vài vấn đề xã hội, một vài vấn đề xã hội của người nghèo ở đó là vị trí xã hội thấp, bạo lực, thiếu sức khỏe và thiếu giáo dục. Làm thù à? Thì em à, mấy mẹ con mà nói chuyện gì cả. Bạn hãy nghĩ đến một cái tình huống như thế này. Một người phụ nữ nghèo nảy sinh ra một cái ý tưởng kinh doanh nhỏ để giúp bản thân và gia đình thoát nghèo. Cô ấy cần một ít tiền để bắt đầu công việc kinh doanh này. Cô ấy đến một ngân hàng để vay tiền và nhân viên ngân hàng phỏng vấn cô ấy. Tại ngân hàng cũng như hầu hết các ngân hàng, tại ngân hàng này hay bất cứ ngân hàng nào khác, người vay tiền phải đáp ứng đủ 3 cái yêu cầu cần thiết, như là một là tư cách, hai năng lực, ba tài sản thế chấp. Nghĩa là nếu người phụ nữ này muốn vay tiền từ ngân hàng, cô ấy phải chứng minh rằng cô ấy phải có tư cách, phải có thể điều hành được công việc kinh doanh của mình, tức là có năng lực, phải sở hữu nhà đất hoặc một vật gì có giá trị dùng để tài sản thế chấp để ngân hàng tịch thu nếu cô ấy không trả được tiền. Vậy điều gì xảy ra đối với người phụ nữ này? Tất nhiên là ngân hàng sẽ không cho cô ấy vay tiền bởi vì cô ấy không có tài sản thế chấp. Trong hoàn cảnh như vậy thì dường như không có cách nào để người phụ nữ này thoát khỏi cái hoàn cảnh đói nghèo và những cái điều liên quan đến nó. Để anh dịch tiếp đọc thi cho bay quy mô nhỏ. Một giải pháp khả thi hiện nay là cho bay quy mô nhỏ. Đây là một hệ thống và các chương trình và tiếng sửa đặc biệt đang cho những người nghèo nhất trong số những người nghèo vay tiền. Ý tưởng bắt đầu ở Bangladesh với một người đàn ông mang tên là Muhammad, người thành lập ngân hàng ngân hàng cho những người muốn kinh doanh vay một khoản tiền nhỏ. Đây là những người không bao giờ có thể nhận được một khoản vay từ một ngân hàng thông thường. Để nhận khoản vay thông qua ngân hàng mọi người vẫn phải có tư cách và năng lực, nhưng tài sản thế chấp thì không còn cần thiết nữa. Yêu cầu
vai. Nhóm nhỏ này họp thường xuyên, tuân theo danh sách các quy tắc của ngân hàng, đồng thời đưa ra lời khuyên và hỗ trợ cho các thành viên. Thay vì tài sản thế chấp có áp lực ngang hàng, tức là các thành viên trong nhóm đảm bảo rằng mỗi người sẽ trả lại khoản vay của mình, họ muốn sở hữu tiếng tốt của mình và tiếp tục kinh doanh với ngân hàng. Danh tiếng tốt, cái tên tốt, nhắc tới cái như tên nhóm là người ta muốn cho vay nữa, còn nhắc tới cái tên nhóm mà người ta bỏ chạy là không có quýt nghe. Tiếp cận
thể chứng minh khả năng kinh doanh thì cô ấy nhận được sự tôn trọng hơn trước đây từ những người thành viên nam của gia đình và từ toàn thể ngôi làng. Hello bè. Hai cái nữa. Thank you.